chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Mai Trinh. Video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người về một cái chủ đề đã rất lâu rồi mình chưa làm lại. Đó chính là chủ đề về giảm cân. Hôm nay thì mình sẽ giải đáp cho mọi người những cái thắc mắc xung quanh về cái câu hỏi đó là chế độ ăn của mình như thế nào mà mình có thể giảm cân được nhanh như thế. Ok, thì trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người cái thực đơn của mình để giúp cho mình giảm cân thành công, cũng như là mình sẽ chia sẻ cho mọi người cái cách mà mình để luôn giữ phong độ được cái cân nặng của mình như hiện tại. Ok, thì mình sẽ nói qua trước cho mọi người nhé. Thì lần trước là khoảng 1 năm trước, mình đã giảm được 11 cân trong vòng 20 ngày và mình không hề chém gió hay nói xạo gì hết á. Và đó hoàn toàn là cái trải nghiệm của bản thân mình và đó cũng là một cái trải nghiệm khá là hay. Tuy nhiên thì mình không khuyên mọi người, không cổ suý mọi người giảm một cái lượng cân lớn trong vòng thời gian ngắn như thế, bởi vì nó sẽ rất là hại sức khỏe cho mọi người. Chẳng qua ấy, thì cái cách mình giảm cân đó chính là một cái mục tiêu mà mình đặt ra để cho thử thách bản thân mình, cũng như là trở thành một cái động lực cho mọi người. Mình làm được thì mọi người có thể làm được thôi. Và từ trước hay là cho tới nay ấy, thì những cái cách giảm cân của mình thì đều đánh vào chế độ ăn, chứ không phải là do mình tập gym hay tập thể dục. Nên là các bạn nào mà đang lười tập thể dục thì có thể tham khảo những cách của mình nhá. Và lần này thì mình đã gọi là điều chỉnh hơn. Mình đã giảm từ 59 cân xuống còn 49 cân, tức là 10 cân ít hơn so với ngày xưa. Nhưng mà trong một cái khoảng thời gian nó du dê hơn, đó là tầm 2 tháng. Thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người cái bí quyết là mình đã giảm 10 cân trong vòng 2 tháng như thế nào. Nó rất là nhẹ nhàng luôn. Mình nhấn mạnh trước, nó cực kỳ nhẹ nhàng cũng như là cực kỳ dễ theo. Và nếu như mà các bạn áp dụng đúng những cái gì mà mình chia sẻ trong video ngày hôm nay thì mình khẳng định là với các cơ địa khó giảm nhất thì mọi người cũng có thể giảm được tầm từ 3-4 cân. Còn với những cái cơ địa mà dễ giảm rồi ấy, thì mọi người có thể giảm được 8-9 cân là điều rất là bình thường. Và cái nguyên tắc giảm cân của mình trước nay vẫn không thay đổi, đó là mình sẽ áp dụng theo 2 nguyên tắc. Thứ nhất đó là mình sẽ luôn áp dụng đúng cái nguyên tắc đó là cái lượng calo mà cơ thể mình nạp vào sẽ thấp hơn rất nhiều so với cái lượng calo mà mình tiêu hao. Đồng thời thì cái thứ hai, nguyên tắc thứ hai đó chính là mình sẽ thay đổi ở nhóm những cái tinh bột no lâu dễ tiêu như là cơm, phở, bún miến mình hay ăn bình thường thành một cái nhóm tinh bột khó tiêu no lâu như là ngũ cốc hoặc là những cái chế phẩm từ ngũ cốc. Và đồng thời thì mình sẽ không bao giờ quên được cái việc mà nạp cho mình đầy đủ chất xơ cũng như là protein từ thịt và cá. Và ngoài ra thì mình sẽ hạn chế ăn đồ ngọt, ăn vặt và ăn những cái thức ăn có quá nhiều dầu mỡ nha. Chế độ ăn của mình sẽ như sau. Thực đơn của mình rất là đơn giản thôi. Và mình là người Việt Nam cũng như là mình đang sinh sống ở một cái thành phố, nói là thành phố nhưng mà mình vẫn xuất thân từ nông thôn. Và cái cách ăn của mình cũng rất là đơn giản. Những cái món mà mình ăn ý thì đều là những cái món mà mọi người ăn hàng ngày, rất là dễ tìm và đặc biệt là rất là rẻ, nên mọi người có thể tham khảo nhé. Ở giai đoạn thứ nhất ấy thì mình sẽ tập cho dạ dày mình quen với cái lượng thức ăn ít cũng như là cái sự thay đổi của nhóm thức ăn trong khi mà mình điều chỉnh cái chế độ ăn kiêng của mình. Giai đoạn này thì mình sẽ cắt giảm một nửa cái tinh bột mình ăn bình thường xuống còn 1/2, và lượng rau thì mình sẽ ăn gấp đôi lên, và lượng thức ăn thì mình vẫn giữ nguyên. Cụ thể như mình nhá, thì ban đầu mình ăn vốn dĩ mình đã ăn 2 bát cơm đi, thì bây giờ mình cắt giảm chỉ còn 1 bát cơm thôi. Thay vào đó là mình sẽ gấp đôi rau, thì là mình sẽ ăn 2 bát rau và 1 bát thức ăn. Như thế thì mình sẽ cân đong đo đếm cho suốt 1 tuần đấy, thì cái lượng thức ăn thì nó sẽ vỏn vẹn trong cái phạm vi là 1 bát con, 2 bát con và 1 bát con như thế nhá. Và mọi người nhớ là trong cái giai đoạn mọi người ăn kiêng này thì mọi người phải uống đủ nước, ít nhất là 2 lít nước mỗi ngày, để cơ thể của mọi người không bị mất nước, không gây cái cảm giác mệt mỏi hay là giảm cân mà giảm cân ảo nhá. Và cái giai đoạn 1 này thì nó cũng sẽ tương ứng với tuần đầu tiên. Và bây giờ thì sẽ sang giai đoạn 2, nó tương ứng với ngày thứ 8 cho đến ngày thứ 14. Ở giai đoạn này thì mọi người sẽ tiếp tục cắt giảm tiếp cho mình, là mọi người sẽ cắt giảm tiếp một nửa cái lượng tinh bột mọi người ăn và tiếp tục gấp đôi cái lượng rau xanh ở cái giai đoạn thứ nhất, và sẽ giảm một nửa cái lượng thịt cá mọi người ăn trong cái giai đoạn đầu tiên. Ví dụ như giai đoạn đầu tiên mọi người đã ăn 1 bát con cơm rồi thì bây giờ mọi người cắt giảm xuống chỉ còn một nửa bát con cơm thôi. Và ở giai đoạn này ấy, thì cái lượng rau của mọi người thì mọi người sẽ nhân đôi cho mình là 4 bát con nhé. Và cái lượng thức ăn thì mọi người lưu ý, mọi người có thể nhận ra đó là cái lượng thức ăn mình nạp vào cơ thể mỗi bữa thì đều rất là nhiều. Bước sang giai đoạn 3 ấy, thì mọi người sẽ thấy là cái dạ dày của mọi người đã quen với cái lượng thức ăn ít cũng như là quen với cái lượng thức ăn nó khá là dễ tiêu rồi ấy. Thì bây giờ thì mọi người sẽ thay đổi cho mình là mọi người sẽ thay thế hoàn toàn cái nhóm tinh bột dễ tiêu, tức là cơm, bún, phở, thành ngũ cốc. Ở đây thì cụ thể là bây giờ thì mọi người sẽ thay thế cho mình mỗi bữa như sau. Đây là tương ứng với sáng, trưa, chiều, tối nhé. Thì mỗi bữa sẽ gồm có 1 cốc ngũ cốc. Tiếp theo sẽ là cái lượng rau bằng với cái lượng rau giai đoạn thứ hai. Thì ở đây thì mọi người sẽ duy trì cho mình từ ngày thứ 15 cho đến ngày thứ 30, tức là tương ứng với 2 tuần còn lại.
thì mọi người sẽ thấy là trong giai đoạn này thì cái cân nặng của mọi người nó sẽ được cải thiện rất là nhiều. Cái nhóm tinh bột no lâu ấy thì nó sẽ làm cho mọi người cảm giác lâu đói hơn, cũng như là cái cảm giác thèm ăn nó đến chậm hơn, và mọi người sẽ thấy rằng cái cân nặng của mọi người nó sẽ cải thiện cực kỳ nhiều trong cái giai đoạn này. Đây thực sự là cái phương pháp mà mình áp dụng trong suốt những cái giai đoạn mình giảm cân. Mình đã tăng cân, giảm cân, sau đấy lại tăng cân, sau đấy giảm cân, nhưng mà lần nào nó cũng thành công hết á. Do đó là gì? Mình hy vọng là cái cách này có thể giúp ích được cho mọi người, và chí ít là mọi người phải quyết tâm trước khi bước vào cái phương pháp này. Mặc dù mình nói là nó rất là dễ dàng, tuy nhiên thì với một số bạn, cái việc cắt giảm tinh bột thì nó không hề đơn giản đâu. Và có thể là mọi người đã áp dụng rất là nhiều phương pháp rồi nhưng không hề có kết quả tốt ấy, thì mọi người cứ thử sang phương pháp này, mình khẳng định chắc chắn là nó sẽ giảm. Tuy nhiên thì mình không khuyên mọi người là áp dụng cái phương pháp này trong suốt một thời gian dài. Mọi người chỉ nên áp dụng trong vòng 1 tháng, sau đó thì mọi người nghỉ 1 tháng và tiếp tục 1 tháng như thế. Vậy thì cách giữ cân của mình như thế nào để cho dù mình quay trở lại với cái chế độ ăn bình thường thì cân nặng của mình nó vẫn không thay đổi? Ok, thì nói về cái việc này thì cũng khá là hay, bởi vì nó chính là cái chìa khóa khiến cho cái quá trình giảm cân của mình nó rất là dễ dàng. Sau khi mà mình đã giảm được số cân mong muốn rồi ấy, thì mình bắt đầu quay trở lại với cái chế độ ăn bình thường. Nói là chế độ ăn bình thường, tuy nhiên thì mình vẫn duy trì một cái khuôn khổ, đó là mình ăn theo cái giai đoạn thứ nhất. Tuy nhiên thì mình là một người gọi là cực kỳ dễ tăng cân, dễ giảm cân, nhưng mà cực kỳ dễ tăng cân nếu như mình không ăn theo một cái chế độ nhất định và hạ khắc ấy. Nên là khi mà quay trở lại cái giai đoạn đầu tiên thì mình thấy rằng là cái cơ thể của mình nó khó bắt đầu tăng cân nhá. Thì mình đã tìm ra là cái này. Đây chính là cái cách mà mình đã duy trì cân nặng, cũng như là trong suốt cái quá trình mình giảm cân á, thì mình cảm thấy rằng nhờ nó mà mình cái quá trình giảm cân của mình nó rất là nhẹ nhàng. Mình rất là cảm thấy rất là thư thái, chưa kịp nghĩ là mình đang giảm cân thì nó đã giảm cân rồi. Đó chính là viên sủi Purple Bay. Đây là một cái dòng sản phẩm đến từ Hàn Quốc. Và cái này thì mình lúc đầu là mình cũng không nghĩ là mình sẽ tìm một cái sản phẩm hỗ trợ giảm cân nào đâu, bởi vì là về cơ bản thì mình cũng hơi nhạy cảm với những cái sản phẩm giảm cân. Mình xin nhấn mạnh là mình sẽ không bao giờ review hay là quảng cáo quảng bá một cái sản phẩm thuốc giảm cân gì hết. Cái viên uống Purple Bay này á, đây là không phải là thuốc nha mọi người. Một số trang người ta bán hàng người ta quảng cáo là thuốc, đấy là thông tin sai nhá. Mọi người phải click vào cái link mà mình đặt ở bên dưới này. Đây là cái link mà dẫn bán chính hãng của sản phẩm này, thì người ta sẽ có những cái thông tin rất là chi tiết đầy đủ, và mọi người cũng xin tư vấn được của người ta rất là chính xác. Còn những nơi mà bán xong người ta bảo đây là thuốc giảm cân thì mình nghĩ rằng là mọi người nên tránh né né ra nhất. Đây mọi người, mình uống nhiều lắm rồi ấy, mình uống hết là 1 lọ rồi, bây giờ còn 2 lọ như thế này. Ở trong này thì sẽ có 10 viên sủi nha mọi người. Và đều như vắt chanh thì ngày nào mình cũng sẽ uống một viên. Thì đầu tiên mình sẽ pha với 500ml nước, sau đó thì mình sẽ uống chia ra là 3 lần, uống trước bữa ăn cho mọi người có thể bỏ tủ mát. Trước bữa ăn thì mỗi bữa thì mình sẽ uống 1 cốc, và mình uống trước bữa ăn thì mình sẽ cảm thấy là thứ nhất đó là khi mà mình uống nước thì cái dạ dày của mình nó được lấp đầy một phần đi, thì mình ăn sau đó thì mình thấy rằng mình nhanh no hơn, và cũng như là cái tác dụng của cái sản phẩm này nó hỗ trợ trong cái việc mà làm giảm cái cảm giác thèm ăn ấy. Nên thành thử ra là cái việc mà thèm khát những cái món đồ ngọt hay đồ chiên rán thì nó cũng xuất hiện rất là ít trong cái quá trình mình giảm cân. Nên thế mình mới nói là cái quá trình giảm cân này của mình cực kỳ nhẹ nhàng và thư thái luôn đấy mọi người. Và cách đây, mình nhớ cách đây không lâu thì mình có thấy cái sản phẩm giảm cân này nó được xuất hiện cùng với Tiara trên một cái chương trình của đài SBS hay là KBS, mình không nhớ rõ nữa, nhưng đó cũng là một cái chương trình khá là lớn và cũng có những cái phản ứng khá là tích cực từ các người tiêu dùng Hàn Quốc ấy. Nên là mình đã tin tưởng và sử dụng cái sản phẩm này. Tuy nhiên thì hồi đó thì nó cũng chỉ rầm rộ bên Hàn thôi, và mình không tìm thấy được bất cứ một cái công ty nào nhập khẩu ở Việt Nam. Nhưng bây giờ thì mình đã tìm thấy một cái chỗ người ta nhập khẩu chính hãng của cái sản phẩm này luôn. Thì mình, như mình nói là mình sẽ đặt ở phần mô tả thì mọi người có thể click vào nhé. Và mình cũng đã tham khảo rất là kỹ, mình hỏi rất kỹ về những cái giấy tờ chứng nhận về cái độ an toàn về vệ sinh thực phẩm, cũng như sức khỏe người tiêu dùng, cũng như là cái hiệu quả của sản phẩm này trong cái việc mà thúc đẩy quá trình giảm cân. Nên là mọi người hoàn toàn có thể yên tâm về cái độ an toàn của cái sản phẩm này nhé. Và sản phẩm này thì nó chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên, không có những cái chất cấm trong cái việc điều chế thuốc giảm cân, nên là mọi người hoàn toàn có thể yên tâm. Trong cái sản phẩm này thì có chiết xuất quả bứa, vitamin B3 và B5 thúc đẩy chuyển hóa mỡ thừa, giúp cho đốt cháy mỡ thừa thành calo cho hoạt động thường ngày của mình. Ngoài ra thì các vitamin nhóm B nó còn hỗ trợ cho cái việc điều hòa cholesterol toàn phần ở những đối tượng có nguy cơ bị tim mạch,
và ổn định huyết áp. Và như mình nói là trong cái đợt 2 mình giảm cân này thì mình thấy rằng cái quá trình giảm cân của mình nó nhẹ tựa lông hồng mọi người. Nó thực sự là rất là dễ chịu, nhưng mà cái hiệu quả thì nó vẫn rất là khả quan. 2 tháng thì mình đã giảm được 10 cân. Và đó là mình nói là mình giảm chơi chơi nhá, theo kiểu là vừa giảm vừa chơi, kiểu vừa relax thế thôi á. Còn mình chưa giảm cân nghiêm túc đâu nhá. Nếu như mà bạn nào mà áp dụng cái phương pháp này cũng như là cái chế độ ăn cũng như là cái cách gò mình vào một cái chế độ ấy, thì mình chắc chắn luôn là 1 tháng mọi người sẽ giảm rất là nhiều luôn. Nhưng mình không khuyên mọi người giảm nhiều như thế, mọi người cứ giảm từ từ thôi, bình tĩnh thôi nhá. Và sau khi mình giảm cân thành công rồi ấy, thì mình vẫn sử dụng duy trì mỗi ngày 1 viên. Mình duy trì và mình vẫn áp dụng chế độ ăn như bình thường. Nói chung là nói là chế độ ăn như bình thường giai đoạn thứ nhất thế thôi, nhưng mà cứ tuần mình lại đi uống trà sữa, xong rồi lâu lâu mình lại đi ăn pizza, rồi lâu lâu lại đi ăn đồ ăn vặt. Nói chung là kiểu mình xõa lắm ấy. Nhưng mà thực sự là khi mà có cái sản phẩm này hỗ trợ thì mình thấy rằng cái quá trình mà tiêu hao mỡ của mình nó diễn ra rất là tốt đấy mọi người. Và cảm giác như là những cái vùng mỡ như là bắp tay, bắp chân hoặc là mỡ bụng của mình ấy thì nó rất là lâu hình thành, mặc dù mình ngồi rất là nhiều và mình lười vận động nữa. Nên là thực sự là đây là một cái sản phẩm mà mình khuyên dành cho các bạn, đặc biệt là các bạn có nhiều mỡ, vùng mỡ thừa như là bắp tay, bắp chân này hoặc là ở cái vùng bụng, thì mọi người có thể thử. Và đặc biệt là các bạn đang gặp vấn đề về thừa cân nhiều mà muốn giảm một cái lượng cân nhiều ở trong một cái khoảng thời gian như là 1 đến 2 tháng ấy, thì mọi người có thể áp dụng cái viên Paprobe này nhá. Thật ra là mình cũng giống như mọi người thôi, mới ban đầu ấy, khi mà nghe về một cái tên sản phẩm hỗ trợ giảm cân mà có tên là viên sủi ra hỗ trợ giảm cân ấy, thì mình cũng khá là lăn tăn. Tuy nhiên thì mình đã tìm hiểu rất là kỹ rồi, là bây giờ ở Việt Nam chúng ta thì hơi rén thôi, bởi vì cái thị trường của Việt Nam nó hơi lộn xộn đấy mọi người. Nhưng mà ở Hàn Quốc ấy thì những cái viên sủi hỗ trợ giảm cân như thế này thì rất là hot, được người tiêu dùng gọi là người ta rất là ưa chuộng. Bởi vì bên kia thì cái tiêu chuẩn về sản phẩm của người ta rất là cao, không giống như Việt Nam. Mình nói hơi buồn, nhưng mà ở Việt Nam thì nói thật là nó cũng không quá rõ ràng minh bạch cho người tiêu dùng, nên là thực sự là tâm lý người tiêu dùng rất hoang mang là vì tỷ lệ đó. Nhưng mà ở Hàn Quốc ấy thì những cái viên sủi hỗ trợ giảm cân như thế này thì cực kỳ hot và được các bạn trẻ rất là ưa chuộng. Và tất nhiên là những cái sản phẩm với chất xuất thiên nhiên này thì nó không ảnh hưởng gì đến sức khỏe, cũng không như là không có một cái tác dụng phụ gì hết, nên là mọi người hoàn toàn có thể yên tâm nhé. Cái hiệu quả giảm cân mà cái viên sủi này đem lại nó cũng tương tự giống như là những cái loại trà giúp cho mọi người an thần, giảm cảm giác thèm ăn, hoặc là mọi người cảm thấy là nhanh no hơn, giảm cảm giác gọi là mệt mỏi khó chịu khi mọi người phải đánh đổi giữa cái việc mà mọi người ăn những cái món mà mọi người không thích nhưng mà tốt cho sức khỏe với những cái món như là chiên xào rán mọi người thích ấy. Tuy nhiên thì những cái viên như thế này ấy, thì người ta đã tinh gọn, tinh chế hơn so với những cái loại trà ấy, nên là nó sẽ đem lại cái hiệu quả nhanh hơn và đem lại hiệu quả gọi là tối ưu hơn. Và mình dám khẳng định luôn là trong cái sản phẩm này thì không có những cái hoạt chất cấm trong cái việc điều chế thuốc giảm cân như là sibutramine hoặc là phenolphthalein, nên là mọi người hoàn toàn có thể yên tâm nhé. Nó sẽ không gây cảm giác như là gây tiêu chảy, rồi gây mất nước, rồi gây giảm cân giả giống như những cái sản phẩm trên thị trường bây giờ đâu. Nên thực sự đây là một cái sản phẩm mà mình nghĩ rằng là mọi người nên đầu tư. Giá thành của em nó thì không phải là quá rẻ, nhưng mà thực sự là cái hiệu quả so với cái hiệu quả ấy, và nó sẽ đem lại cho mọi người sau chỉ cần một ống như thế này thì mọi người đã thấy cái hiệu quả giảm cân khá là tốt. Thì mình nghĩ rằng đây cũng là một cái sản phẩm mà mọi người nên đầu tư nhé. Vậy thì khi mà sử dụng cái sản phẩm này một thời gian mà mọi người dừng thì mọi người có tăng cân không? Thì mình cũng giải đáp luôn cho mọi người là mình đã thử rồi. Là khi mọi người ngừng cái sản phẩm này, nếu như mọi người ăn uống vô độ nhá, ăn uống vô tội vạ như cũ ấy, thì nó sẽ tăng cân. Đấy là điều không thể nào tránh khỏi được. Đấy mọi người, khi mọi người đã ăn uống vô tội vạ thì không có một cái gì có thể cứu giúp được mọi người đâu mọi người ơi. Mọi người cần phải biết như thế này, cái gì trong cuộc sống phải đánh đổi hết. Mọi người muốn đẹp thì mọi người phải ăn kiêng, phải giữ dáng, phải tập thể dục, phải hoạt động tích cực. Còn nếu như mà mọi người muốn xấu thì ok, mọi người ăn gì cũng được, cái gì cũng thế thôi. Chúng ta mà muốn thoải mái thì chúng ta phải đánh đổi một cái thân hình. Còn nếu như mà chúng ta muốn đẹp thì chúng ta phải bắt buộc là phải sống có kỷ luật với cá nhân mình. Ok mọi người nhá. Còn đối với mình, khi mà mình đã quen với một cái chế độ ăn có kỷ luật như thế này rồi ấy, thì mình cũng sẽ không sử dụng cái sản phẩm này thường xuyên nữa. Tuy nhiên thì cái hôm nào mà ví dụ như là có hội nhóm hoặc là nhất là cuối năm ấy, thì mình vẫn sẽ giữ em này ở trong túi, để phòng khi mà mình ăn uống quá độ thì mình vẫn sử dụng một cái viên như thế này để nó thanh lọc cơ thể cho mình thôi, chứ không phải là ngày nào mình cũng uống. Nói chung là nếu như mọi người mà giữ được cái chế độ ăn sạch, cái chế độ ăn có kỷ luật ấy, thì ok, thì mọi người sẽ giữ được cái dáng của mọi người tuyệt đẹp như vậy thôi. Và vừa rồi thì mình đã chia sẻ hết cho mọi người về những cái thực đơn cụ thể, cũng như là cái cách mà mình giữ cân và giảm cân như thế nào để cho nó hiệu quả cũng như mà không ảnh hưởng gì đến tâm lý. Thật ra thì mình quan điểm như thế này, bất cứ cái gì cũng thế, chúng ta phải đánh đổi.
Nếu như chúng ta muốn đẹp thì chúng ta phải có kỷ luật. Còn nếu như mà chúng ta muốn ăn ngon thì ok, chúng ta phải chấp nhận đánh đổi cái thân hình của mình. Tuy nhiên thì mình vẫn khuyên mọi người rằng cho dù mọi người ăn kiêng như thế nào, mọi người sử dụng những cái sản phẩm hỗ trợ như thế nào thì mọi người vẫn nên tập thể dục. Bởi vì nếu như mọi người chỉ dựa vào cái việc mà mọi người ăn kiêng thì mọi người vẫn giảm cân thành công thôi. Nhưng mà cái dáng của mọi người nó sẽ không được khúc nào ra khúc nấy giống như khi mọi người đi tập gym. Và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Đừng quên cho mình xin một like, subscribe nhé. Bye.